Tổng giám đốc quay trở lại, đề nghị. Tổng giám đốc, taxi độ lý đã cam bách yêu cầu người dân đi bộ hết để tôi chở taxi. Hãy vứt xe đi vì một tương lai thành phố tươi đẹp. Đấy, các ông thấy không? Đấy, biết tôi vào nữa là thành phố, người dân thành phố người ta vứt xe hết bro. Đẹp mà chắc chắn luôn. À, để tôi ví dụ tôi gọi thử nhá, tôi gọi thử cái này. Ví dụ ông này xem ông này đang làm gì này. Chắc chắn là ông đang không ông nghe tôi vào cái ông vứt xe chưa? Vứt xe luôn. Xin vui lòng cảm ơn nha sir baby. Chết mãi sắp chết khác rồi. Alo. Vứt xe chưa? Sao ấy, em bé ơi? Anh say đang đi đâu ấy, đang ở đâu đấy? Tôi trước cửa bệnh viện. Nhưng mà anh say có xe di chuyển chưa? Nhưng mà sao á? Nhưng thì tôi bảo là tôi bây giờ tôi đi làm lại rồi, nếu mà anh có xe thì vứt xe đi, anh chỉ được đi bộ thôi. Anh cần chở từ đâu đến đâu thì để tôi chở, bắt buộc không đi cũng phải đi. Ừ. Anh cần chở từ bệnh viện đến bệnh viện đúng không? Ok, tôi đến liền nhá, đến từ 1 đến 5. Thank you anh. Ok anh nhá, anh đứng im đấy, chở từ bệnh viện đến viện. Cũng của anh trong thành phố là 3 lốt nhá. Ok. Đấy, bây giờ đéo có khách phải làm thế không ạ? Thôi bây giờ tôi là tổng giám đốc và tôi cũng sửa mấy cái xe, các ông hiểu không? Nầm. Sửa đường trơn quá. Đường trơn quá không ạ? Trơn vạn lơn sao? Không báo bro. Thế mình đi quậy. Thằng nào mà đã đi chơi đâu. Đi nghĩa vụ chưa? Tôi nhá, tôi không bao giờ phải đi nghĩa vụ, các ông hiểu không? Đây này, nhìn nhá. Rồi, tí tên xỉu ra châu nhỉ. Tôi xếp Hoàng Nam Tôn khô cần báo danh ở ở đốc này. Đấy. Tôi bây giờ là xếp Hoàng Nam Tôn. Thế thôi, ghi ngắn gọn thôi, các ông hiểu không? Ghi ngắn gọn thôi. Đấy, các ông hiểu không? Tôi là xếp. Yes sir, để luôn cho nó cháy bro. Làm sếp mà phải ghi à? Các nhân viên thì ghi thôi. À! Mình phải kinh chứ các ông. Tối sếp vô á, tối sếp không vô đâu. Tối sếp vô là sếp vô gì kìa nhỉ? Tối đá ao làng. Đua xe đi! Mà sẽ có gì đó mấy sếp. Đua xe đây các anh ơi. Đua xe đây. Thần hữu vị nghiệp quật. Đua xe đi. Mấy anh chị làm gì ở đây đấy? Cho em hóng vui với. Mày hơi ẩu rồi đó ba. Linh tinh là như nào nhỉ? Hơi bụng mình ở đây. Làm bổ á. Ui mấy anh trai ơi. Con xe này của ai đấy? Anh trai ơi. Con xe này của ai, cho em chạy thử được không? 1997. Ông của ông nào á? Ui, em ngồi thử cái xe là chắc ông có cho nhỉ? Cho chạy xe này đang trong quá trình điều tra, anh muốn lên thử không? Mà tôi điều tra trong luôn. Quá trình điều tra á? Vâng, cứ cho em ngồi thử lên đi, xong ngồi các sếp điều tra em xong cũng được. Mà đưa em chìa khóa để em chạy thử đã, xong rồi các sếp điều tra em xong. WWJ. Để tôi chuẩn bị bắt xe anh à, đậu xe trái phép này. Thế à? Thế thì tôi lại xin giới thiệu các anh, xe này là của tôi. Rồi anh về đâu? Mà anh về đâu luôn em? À không ạ. Nhưng mà có vấn đề gì anh nhỉ? Xe này quá tốc độ này. Cái gì hả anh? Xe này quá tốc độ mà. Xe này ăn cắp. Sao các anh biết là ăn cắp? Xe này là xe của tôi cho thằng cu em nó mượn. Anh hiểu không? Xe này là xe của tôi. Anh bảo xe ăn cắp là như nào nhỉ? Xe cái. Anh tên gì nhỉ? Tôi tên là Siêu Hoàng Na Tôn. Xe này tôi chắc chắn là cho một thằng em tôi mượn. Thằng em Việt Kiều ở Tây về. Thằng này chắc là tên là ui dồi David gì gì đấy. David Rick Jackson. Đúng không anh? Anh chắc không anh? Chắc. Đấy, anh check thử xem xe này tên là gì. David Rick Jackson. À, nếu như sai thì sao anh? Sai thì tôi là của chị. À, tôi chê. Chắc chắn là sai rồi. Đúng, đúng không anh? Anh xem tên của em đúng không? Rồi, đấy. Cảm ơn chị đã trúng một vé may mắn có được tôi. Yes sir. Chị tưởng anh của đồng chí Ca Linh. Đấy, đồng chí Ca Linh đâu rồi? Tôi cũng là đủ của đồng chí ấy luôn. Đồng chí ấy chắc sợ anh quá. Ok, sao lại sợ nhỉ? Chị gọi ngay đồng chí ấy đi cho tôi. Đi. Chị ấy bảo là không thích anh. Thế thì chị đuổi việc đồng chí đi. Đồng chí bảo không thích ai tóc trắng.
Ok, thế thì để tôi đi dọn tóc. Bực mình ở đây. Tóc trắng đẹp thế mà không thích cả, có mắt như đuôi. Thế chịu không? Trắng, tóc trắng, trắng, trắng là thôi. Vô tâm tệ bạc. Sao trắng lại là vô tâm tệ bạc? Các chị suy logic ở đâu ra trắng lại là vô tâm tệ bạc? Vô tâm tệ bạc. Lạnh lùng. Tiếp ấy. Này nha, tôi dễ tính thân thiện như này, các chị bảo tôi vô tâm tệ bạc. Không, tôi bảo là tóc trắng. À, tóc trắng là vô tâm tệ bạc, tức là thường những người có tóc trắng là thường vô tâm tệ bạc đúng không? Đúng rồi. Thế thì tôi đồng ý. Ấy, sẽ là giống tôi không? Giống một người bạn. Giống một người ở trong phim các anh ạ. Vô tâm tệ bạc. Tôi có xem một bộ phim có người có cái chị diễn viên gì cũng tóc trắng cũng vô tâm tệ bạc lắm. Thì ủa, cái bộ phim mà Hoàng Hải Đăng á? Không, xem phim trưởng phim Hollywood nữa, Hoàng Hải Đăng cái gì chị bộ, buồn cười. Hoàng Hải Đăng đấy như cho một nam có tóc trắng sao? Ui giời ơi. Tệ như nhau. Đây idol của em mà. Em để tóc giống idol của em ấy. Hai người cũng hợp đấy. Ôi giời ơi, hai anh chị nhát chữ mồm. À. Ôi kìa. Sao anh xem phim nhỉ? Anh chị buồn, các anh chị ví dụ bình thường hàng ngày đi làm kiểu các sĩ quan, các anh chị không phải làm gì ấy, sao toàn xem phim vậy? Hơi buồn cười. Tôi xem buổi tối mà anh. Tụi tôi xem buổi tối. Tối tăng ca rồi tôi về coi. Tăng ca. Nổi tiếng lắm à. Làm không làm, trong thành phố không trông, đi xem phim. Phim nổi tiếng lắm. Tôi cần chắc là cảnh sát thì chẳng phải trông những anh là tệ bạc vô tình như thế. Ok. Mà anh chị xem phim các anh chị đừng vơ đũa quả đắm. Thật sự ấy, người ta bảo rồi những con người tóc trắng. Mà anh bảo anh idol mà. À thì thực ra tôi idol ông kia phải đẹp trai thôi, nhưng còn tính cách của cái ông trong phim như cứt. Hề gặp tôi đánh cho hãm. Hãm thật đúng. Ôi hãm. Rồi tệ bạc lắm, tệ cực. Hãm tệ ông, thế ông, thì là bản thân chứ. Ông đấy nha, tôi mà gặp ngoài đời nha, tôi đấm vỡ mồm. Tôi chỉ kiểu thích anh ấy vì kiểu vẻ đẹp trai thôi. Nhưng mà ví dụ nhá, tóc trắng với là tóc đen thì các anh chị kiểu nghĩ là tóc màu nào đẹp hơn ạ? Tóc màu giống tôi đẹp này. Mày tưởng tượng à? Tóc anh á? À? Ừ. Tóc anh trông giống con vẹt lắm. Hề. Có vậy, anh lết như vậy là có mùi này. Trời ơi, không hiểu anh đi làm tóc ở đâu mà làm tóc anh xấu dữ vậy. Như đồ con. Cần tôi giới thiệu không? Được cả. Anh biết tóc ai đẹp không? Không. Ai tóc chị này này, ai biếu thầy phồn. Trời ơi, búi tóc lên còn màu vàng nữa. Trời ơi, đúng là người con gái có gu. Ôi giời, tôi tưởng tóc lên màu trắng thì mới là đẹp chứ. Không, tôi nói thật là tóc màu sáng thôi là đẹp rồi. À, tóc trắng và búi, tóc trắng búi lên là đẹp không hả? Tóc trắng lại búi lên. Có không biết là thế đúng không? Tóc trắng búi là đẹp. Xe này của tôi, ai cho anh kéo đi? Cái này sao với anh nhỉ? Cái gì anh Hoàng An Tôn, anh bảo đây xe này của anh á? Xe này của tôi, có giấy tờ đăng ký đàng hoàng. Chưa chứng minh được chủ xe đấy, đây là anh nhận xe của anh đúng không? Xe của tôi ngày xưa thôi, nhưng mà tôi đi cho thằng em tôi mượn, có việc gì thế hả anh? À thế à? Vâng. Nếu mà ngày xưa thì tôi tưởng là xe của anh bây giờ. Về bấm biển số, về bấm. Nhưng mà anh thử cho tôi chìa khóa xe này đi, hay là anh cho tôi cái lockpick ấy, cái phá khóa để tôi phá cửa và tôi ngồi lên xe này là biết xe của tôi liền à? Thế thì anh cho tôi một khẩu súng, tôi bắn nát cái cửa, được không anh? Tôi vào xe ngồi. Anh này buồn cười, anh này đòi hỏi cái rất là buồn cười chứ. Rất chuyên nghiệp. Anh yêu cầu anh đi làm việc đi chứ, rất là rảnh đấy. Ui anh ơi, bây giờ làm gì còn ai book bọn em đâu, đây này, các anh chị nhìn thành phố này. Làm cách đi, làm cách đi. Xe súng, xe cộ, các thứ có đủ hết rồi. Làm gì còn ai đâu. Động tác đi, động tác đi xem có ai không. Động tác là cái gì anh? Ta lùm tình tóc tóc. Ok, anh kéo xe bên này đâu rồi? Ô, anh này trông quen quen đấy nhở? Anh ấy vẫn chưa đến. Có vấn đề gì không anh? Các đồng chí. Trông anh là tôi thấy là cá nhân tôi thấy là hơi lôm côm. Trông anh là nhìn vẻ mặt của anh là tôi biết là giống một người hay đi bào tiền người khác và tôi cảm thấy không thích điều này. Thế anh đã donate chưa? Tôi không thích donate. Mấy anh cảnh sát cho em lấy xe ra cái bên. Tôi là người có tiền nhưng mà tôi. Mời. Nhưng mà tôi sẽ không donate cho anh. Thế anh không donate cho tôi là anh sai rồi đấy. Cái gì không? Sai á? Thế bây giờ anh làm gì tôi nè? Ê, nghiệp quả không trừ một ai à môi. Sếp ơi, sếp ơi, sếp ơi, sếp ơi, sếp ơi. Sao anh? Em bị anh kia đe dọa, anh ấy bảo định đánh em vêu mồm. Anh kia, đấy. Ôi, tôi vừa thấy anh này mở xe anh ơi. Ok, sao anh này có chìa khóa xe cho anh em ơi nhỉ? À. Tôi không biết. Đối tượng lên xe bỏ trốn đâu chị ơi. Đuổi. Em đi cùng đuổi luôn anh ơi. Anh xuống xe. Ôi giời ơi, đâm nhau của tôi, em đếm đuổi theo. Ôi nào, xe của em. Hay quá. Phóng viên thường trú, đuổi nhau đi.
Đua đi, đua đi. Hay quá, thành phố loạn lạc rồi. Mày xe này chậm thế nhở? Anh ơi, chạy từ từ thôi. Trời ơi, ai mua con taxi này về vậy? Bắt mẹ hút rồi. Không hiểu kiểu gì. Đấy, bắt đuổi được không hiểu không? Quan trọng là người lái giữ khoảng cự ly chuẩn. Đua đây anh ơi, đua đây. Đây. Cứ đi theo phải thôi là mình phóng viên được luôn. Phóng viên thường trú, đất Nguyễn. Phải trường quay. Ông này lái xe cũng chậm vãi lồn sao. Xe đó 207 á, vãi linh thật. Anh ơi, cả hai bọn tôi mất mẹ dấu rồi. Đốc thế ai luôn. Anh ơi, xe kia đâu rồi? Cuối cùng là mình bị bắt lại à? Phải không? À may quá không bị bắt. Ha 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 ha. Mày, ông này trông giống đuổi mình thế nhỉ? Không phải mất dấu rồi. Xin tiền mua xe mới đâu rồi? Bây giờ con xe rẻ nhất là bao tiền nhỉ? Để thử nhá. Mẹ tôi đi mua xe đây. Xe chậm quá, đéo chịu được. Gọi cửa ông này xem có bán, biết ông nào bán xe không? Alo. Alo anh hả, em biết đấy. Vinh à? Vinh có biết, Vinh có quen ai ở bên Cardiuner? Cardiuner à, em quen bé Lon. Bé ngon á? Bé Lon. Là con gái à? Không ngon lắm. Bé ngon nhưng mà hỏi là con gái à thì bảo không ngon lắm là sao? Thì không phải con gái em cũng ngon lắm. Phải lì thế là đéo ngon chứ không phải là bé ngon. Thế là đéo ngon rồi. Thế là đéo ngon rồi. Trời ơi, thế anh có vấn đề gì? Đang không biết ông có trong thành phố không? Tại con taxi để chạy dởm quá. Nãy giờ anh con đi đuổi mấy cái thằng gọi là giang hồ trêu gẹo anh ấy mà nó chạy Lambo. Ừ. Đây đây, nhiều khi là em thấy ông giang hồ đấy của em luôn rồi nè. À thế à, để anh đi hỏi tội. Đây ông đi con này đúng không? Đúng rồi. Này. Bây giờ con này rơi vào khoảng tầm bao tiền nhỉ? Úi dồi ôi. Con này nói giá ra nhiều khi anh em mình cũng ngất ấy. Con bao nhiêu? Xe máy đã gần cũ rồi. Cái gì? Con xe máy đã gần cũ rồi, còn con này thì nhiều khi nói giá là mình ngất luôn á. Em không biết. Gần cũ á? À xương. Từ xem nào. Úi dồi ôi, còn tận 7 tỷ cơ mà. Mẹ à, một củ. 7 tỷ? Một củ đôi anh bao nhiêu? Ơi. Đừng. Anh em có nhìn trang phục của anh không? Anh mới lên làm CEO của taxi đội lý, em hiểu không? Wow, anh ấy làm quản lý luôn rồi, CEO luôn rồi. Vậy lớn, bây giờ làm lâu rồi phải thăng tiến cho em. Thăng tiến có gì anh cất nhắc em với nhau. Đây, nhìn anh dùng quyền. Tôi lại gặp anh taxi rồi. Ôi, anh ơi. Taxi hôm nay đi làm à? À, có vấn đề gì không anh? Tôi vào ngó công ty tôi nào như nào mà mới lên làm sếp à, mà. Ừ. Sắp sáng rồi anh à? Ê, quay hơi ẩu rồi đó ba. Tình hình kinh doanh vẫn là tốt nha, doanh thu hàng tháng vẫn vài tỷ này. Anh có cần xem tài khoản ngân hàng tôi không? Đêm nào tôi cũng chạy như một con chó đấy anh. Đây này, tài khoản 7 tỷ. Ơ kìa sao, chạy như một con chó là sao anh? Nếu tôi không chạy thì anh nghĩ cái con chó nó có giường không? Anh xem nào, anh cực cực. Mình anh quá à. Anh xem nào taxi chứ? Mà mướn thần chạy giùm luôn. Ghê. Ôi, taxi mướn thần chạy luôn. Ui rồi ôi, đây này. Đây này, nghe client của tôi này. Yorkshire. G-Dragon. Hello. G-Dragon. You need taxi? Anh taxi. The Dragon need taxi. Yes. Anh taxi, có đang lái taxi, có anh taxi. Yeah. Okay. Anh có thể cho em một chiếc đến số 3 của anh. What number? G47 đồn cảnh sát tự thú. Ok mi cam không biết bao nhiêu nhưng mà anh có thể gọi cho em chiếc Uber đến không? Tại mẹ em nói đi taxi bên anh bác sĩ lắm. Gọi bác sĩ what the fuck là sao? Con xe gì đó, bây giờ taxi không thích lại gọi Uber. Dạ đúng, anh có thể gọi cho em một chiếc Uber đến được không? Là gì bên anh đi mắc lắm.
gọi taxi, đòi Uber, gọi taxi làm gì? Trời ơi à? Thì thôi anh đi anh cũng được. Anh tới số 3 4 5 7 giùm em nhé. Ok. Trời ơi, cái ông thi Dragon vừa đòi trả 5 triệu đô. Nhưng mà tôi bảo thôi lấy có 2 triệu đô, cứ kỳ kiểu thế. Cứ là 5 triệu. Ừ, 5 triệu đô thì mà trả cho dịch vụ gì anh? Hai giấy bầm bì không? Trả cho dịch vụ tuyệt đỉnh của sếp. Đã bảo là chạy người ta chỉ chạy 2 triệu một cuốc thôi, đòi trả 5 triệu, đợi tí đi đón thi Dragon đã. Tí quay về nữa. Anh nhá. À mà cứ đòi trả 2 triệu đô, mà fuck. 347 đâu nhỉ? 347 ở đâu nhỉ? May quá có khách đầu tiên. Base. Ôi. Thì mày đéo thấy 347 ở đâu? Cái 347 là đéo đâu nhỉ? Đây. Đéo ông này xa thế. Được chưa? Thực ra là tôi cố tình để các bạn luyện mắt thôi. Đéo ai biết 347 ở đâu thì. Là mắt công có tốt đấy, 10 trên 10 đấy, bảo sao công mẹ kia gái nhanh thế. Thằng khách đâu? Mẹ bom hàng à? Chọn số. Tới rồi nè. Em sau lưng anh nè anh ơi. Anh đừng chạy nữa. Ok. Trời ơi, tưởng khách giàu khách đéo mặc áo này trông nghèo vậy. Hello anh trai. Chào anh nhá. Anh đi đâu nhỉ? Anh trai cho em về bệnh viện với. Ngắn quá, không chạy đâu. Ơ kìa. Thôi đùa đấy, tôi chạy. Nhưng mà... Em tưởng anh không chạy, em lại xuống xe. Thôi, tôi chạy. Anh đã lỡ ngồi lên xe của tôi rồi thì anh phải kiểu... chạy luôn đúng không? Chứ bây giờ là giá cũng là theo giá của bên tôi đúng không? Anh có biết giá của Cody này bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu đấy anh trai? 2.000. Dừng xe để em đi Uber nè. Lỡ chạy rồi. Đấy, này đây nha, tôi nói thật với anh à, lại celebrity gọi tôi là xe tôi là xe taxi chuyên dụng. Chỉ chở người nổi tiếng, anh phải người nổi tiếng không? Không thì đợi tôi tí, tôi nhấc máy của Travis Scott. What's up bro? Alo, anh có chở taxi không anh ơi? Yes sir, skirt. Anh đón tôi ở bệnh viện lên máy gỗ ấy. À ha. Hey. Ok, chuyên nghiệp. Yeah. Ok. Đấy, Travis Scott vừa bảo tôi đón 3 triệu đô. Đúng không? 3 triệu đô. Nhưng mà tôi không nhận, tôi bảo tôi chỉ thích chở anh 2.000 thôi. Nên bây giờ 2.000 anh còn kỳ kèo tôi. Không, kỳ kèo gì, tại vì em là mất chạy bộ tập thể dục con trai à. Em đang có ý định là chạy bộ về bệnh viện luôn mà. Trời ơi, lại Justin Bieber gọi này. What's up homie? Anh ơi, em... Hả? Giờ anh chạy thằng với người nổi tiếng rồi nhờ. Anh nghe được không? Yeah. Em... sao đây? Chắc ở đâu ấy, anh đón ở trên em trên bãi gỗ về được không anh? Yeah, beautiful. Yes sir. Đếm từ 1 to 5 đến là đón. Me the from okay, the city. Nhờ. Yeah, yes sir. Ok. Anh em về bãi gỗ. Xem nào, em về bán đồ này xong rồi anh ra mua một thức ăn này xong lên bãi gỗ lại nhá anh nhá. Anh hôm nay rất tin bị bở hơi cả năm hay sao? Nó hơi chậm à. Được ok. Ok bro. Hôm nọ là ông Justin Bieber đấy, là bạn thân thôi anh ạ. Mới hay là bạn thân anh là Justin Bieber. Tôi mới dạy mấy từ anh ạ. Ôi trùng hợp thế. Mẹ yes, có lứa bạn thân tên Selena Gomez anh ạ. Thôi ổn rồi đó ba. Hai người đấy làm gì chơi với nhau? Cái tôi và anh là không hợp nhau rồi. Ok thì bạn thân với em có thì bạn thân tôi Justin Bieber, bạn thân anh Selena Gomez làm sao mà đi chơi với nhau? Chứ là em giới thiệu vậy thôi. You care to me. Ôi Bình tĩnh. Đây. Tôi lấy Justin Bieber là 1 triệu rưỡi. Nhưng mà riêng anh tôi lấy đúng 120 đúng đồng rồi, ấy. Anh này chạy quá tốc độ. Cái gì đây? 420 báo cáo về tổng đài có một con xe taxi chạy quá tốc độ đang dừng ở trước cổng bệnh viện, yêu cầu thêm một hỗ trợ. Anh ơi, sao vì tôi đồng cảm với anh lắm. Tôi không, thế này, cái vấn đề ở đây nó là thế này này anh ạ. Bây giờ nếu mà em biết cho anh 100 ấy thì em không phải tiền trả cái phạt, em biết anh 1.000 nhá. Ok. Rồi, được rồi. Anh viết hóa đơn cho tôi đấy. Ok. Trời ơi, không, đang viết hóa đơn cho anh này. Trời ơi.
anh viết hóa đơn thành cho tôi rồi đấy. Thì anh đứng xa ra, anh chưa tính tiền khách xong anh đã vào phạt tôi rồi. Đấy, rồi, được rồi. Bú ở đây. Bú. Ok anh em. Sao có chuyện gì anh ơi? Anh em mời anh ra đây làm việc với tôi, anh vừa đi quá tốc độ ở trong khu vực bệnh viện, anh còn suýt đâm một người nhá. Cái gì? Trời, chiếc xe màu trắng bên kia không ai chứ. Là người ta suýt đâm vào tôi chứ tôi có suýt đâm người ta đâu, anh buồn cười. Anh chạy một pha như thế thì anh còn nhưng mà đâm vào người ta, tôi mà không ở đây chắc anh đâm người ta luôn đấy. Thôi xin anh. Thế bây giờ yêu cầu anh xuất trình căn cước với cả bằng lái. Rồi các đồng chí, tôi kiểm soát được tình hình, không cần hỗ trợ. Thôi không cần xuất trình, tôi tự khai được. Tôi họ đẹp, tên trai. Không được, yêu cầu anh làm việc nghiêm túc với bọn tôi nha. Yêu cầu anh xuất trình bằng lái với cả giấy phép căn cước công dân. Ok, nhưng khi mà nhìn cái thẻ đen của tôi đừng bất ngờ nhá. Biết rồi, thôi kệ đi. Đấy. Anh Vlad Hoàng Nanton quyết định đi Dimir Rosivic cái gì đấy ạ? Đây là đây là cũng có thể nói là God of War. Là Dimir gì? Chả biết tên anh là Vladimir Sovic Sike cái gì anh? Tôi là người Liên Xô, anh có vấn đề gì không? Có thể anh nói được tiếng Nga không anh? Sao không nói được? Đâu anh nói thử tôi nghe xem nào. Phải có cái contact gì người ta mới nói nhỉ? Ở Zrazvuchia. Zrazvuchia. Yeah, say something else. Rồi, không biết gì. Liên Xô rồi. Anh ơi, ra bên này mấy ông kia la lối om sòm quá. Nói được mỗi hai từ bảo người Liên Xô. Thế anh có biết từ suka lẹt không? Tvayuma suka blet zakrosvayrot blet. Rồi, vẫn là Liên Xô lởm thôi. Rồi, thế là tôi xin giới thiệu đây. Đấy là card physics của tôi. CEO Hoàng Nga. Thế còn là bằng lái xe đâu? Còn đây là bằng lái xe của tôi, yes sir. Đấy, anh thấy chưa? Okay. Nhưng mà cho tôi hỏi là anh bây giờ tôi... Anh lắm như kem nhỉ. Chị Loan. Lan Phu Chiêm. Anh tóc hồng có thể ở đây. Assembly. Das Vietnam nhỉ? Nhớ. Tôi đây. Tôi nói đấy rồi anh hiểu chưa? Thể cái tiếng Nga của anh làm tôi muốn nôn quá. Trời ơi, Nga của tôi là Nga gốc đấy. Ngày xưa bố mẹ Nga tôi gốc. Yêu nhau ở Nga mà, ở Saint Petersburg. Đấy, xong rồi đẻ tôi ở bên đấy mà. Saint Petersburg. Xanh Betterbook, yes sir. Anh chả biết gì. Quan trọng là bây giờ vấn đề như này, anh lạc lách đánh võng. Được chưa? Đó, thế cho anh cho tôi hỏi là bằng chứng anh về... Anh đỗ về... xe sai làn nữa. Tôi đây, hỏi bằng chứng về đây, việc chứng đây. Chạy quá tốc độ này. Tôi không bảo anh là chạy đâu? Quá tốc độ mà tôi bảo anh chạy xe ẩu. Đây, thế anh nhìn cái biển gì không? Chạy ở đây là đỗ sai đâu, anh nhìn gì không? Đây anh có biển đỗ không? Không có biển đỗ, nhưng mà anh nhìn đến từ gì không? Nhưng mà... Freeway entrance, đây là lối vào cao tốc chứ có phải là cái chỗ để anh đỗ xe à? Anh học tiếng Anh lom chom ở đâu rồi? Free là miễn phí, way là đường miễn phí. Đường miễn phí vào đây là có mất tiền nữa, là sao? Đây là free là miễn phí, way là đường, đúng không? Để tôi tiến hành bấm anh một lỗ ở trên bằng lái nhé. Ok, thôi. Anh tham gia giao thông mà anh lại không biết biển nữa là thôi xong rồi. Ok, anh một người tôi liên hệ với một đồng chí ban hành chính bấm một lỗ. Thôi, free là mất phí rồi, lỗi em của thôi em bây giờ em hợp tác với sếp. Này... Em biết lỗi sai của em. Sao từ đầu không hợp tác luôn đi, sao còn cứ hoại à? À thì nói chung là em là sếp của công ty ấy, nên là cái địa vị của em sếp trong cái xã hội này nó cao ấy. Em ở trên đỉnh mà, nên là cái tôi của em cũng hơi cao một tí. Anh hiểu không? Sếp ở công ty đấy, xe này là xe của anh luôn à? À vâng, trời ơi, con này là con Tesla Modern. Mới để mua 2 triệu đô về. Kiểm tra biển số xem là của ai cái. Vâng. Đâu rồi, để tôi kiểm tra đi. Ui. Con xe trắng của chạy qua bệnh viện. Đưa về 595 tuổi à? Ú lời. Anh anh bảo anh còn đang xử lý đây thôi chứ anh. Ấy anh kiểm tra chưa? 420 báo về tổng đài, xin kiểm tra biển số 45F47619 là của ai vậy? Có đồng chí nào đang rảnh không ạ? Đấy, chả có đồng chí nào rảnh cả, thấy không anh? 45F47619. Chủ xe là ai ạ? À, chủ sở hữu Missimoy mà anh tên là Hoàng Nan Tôn mà. Ông anh đấy là ông anh tôi, 50% cổ phần công ty là của ông ấy. Ông ấy là CEO, Chief Executive Officer, tôi là COO thì đúng hơn, Operating Officer. Đấy, tức là người quản lý điều hành của công ty.
Không, ấy là anh kiểu đã... kiểu là xếp xếp phòng. Xếp vừa tôi hỏi là xe của anh bảo xe của tôi. Thì là xếp chung thì xe của anh ấy của tôi có 50% cổ phần của công ty thì xe của anh ấy cũng là xe của tôi mà. Thì, anh em của tôi có vấn đề gì với nhau đâu. Anh đợi tôi tí, Justin Bieber gọi. Yorkshire. Yorkshire. Alo. Alo, anh Jay có lên đến kịp trước giờ thành phố dọn rác không nhỉ? Đáng lẽ là kịp ấy, nhưng mà the police đang ở đây. Fuck. Trời ơi, em về quê 7 ngày bây giờ hết đồ ăn thức uống fuck rồi, chết ở đây rồi. Yeah, fuck 12. fuck 12. Anh ơi, thế bây giờ anh đang ở đâu? Anh cần đi đâu ạ? Cô anh em muốn về thành phố. Nhưng mà anh đang ở đâu ạ? Where are you? Bái cô. A little bit hard, but I think possible. Okay, how long? Depend on the bullet. Bôi trơn thì 5 phút, mà lâu thì 10 phút. Đợi tí nha, có gì tôi gọi lại. Yeah, okay, fuck the bullet. Okay. Yeah, mà. À không, trời ơi. Trời ơi. Tôi báo. Anh ơi, em mà ngày xưa là người Hy Lạp cổ đại từ fuck ở đấy là yêu, trời ơi, yêu cảnh sát. Anh không cần nói nhiều nữa, tôi hiểu rồi. Thì tôi báo lỗi cho anh luôn nhá. Dạ vâng. Là anh lái xe gây ảnh hưởng đến nguy hiểm đến tính mạng con người, có nghĩa là ở đây khu vực bệnh viện có anh suýt tông một người đấy, thì hình phạt của anh bây giờ là 5.000 đấy, thì nếu như có vấn đề gì anh có thể đến đồn cảnh sát và anh làm việc với sếp tôi nhá, để tôi báo cáo luôn là anh cũng có chút là yêu thương fuck the bullet gửi đến sếp tôi nhá, thì anh cho tôi ghi hóa đơn nhá. Anh treo tôi à? Tôi có treo anh đâu, tôi nói thật. Không, anh đùa tôi đúng không? Không. Tôi bảo đấy yêu tôi cảnh sát chưa... được hóa đơn 5.000 là sao? Tôi còn chưa tính thêm tội lái xe bất cẩn nữa là 3.000 nữa. Cho nên anh... là tôi đây mới trời đang một tội thôi. Anh nói nữa là tôi cho thêm tội nữa này. Thế bây giờ tôi không nói nữa, tôi im mồm luôn này, anh giảm giá tôi. Thì tôi viết hóa đơn cho anh. Ok, còn, tôi xin phép tiến hành viết hóa đơn cho anh nhé. Anh Hoàng Nam Tôn mai sau ra đường thì viết đi đứng cẩn thận vào nhé. Đây là khu vực bệnh viện mà anh cứ đi như thế thì chết. Chu hát đật, chu hát đật. I give you a tree. Chu hát đật, please. No, 5,000. Ok, 5,000, go, we chọc. I give you, you give me 200. I give you 300. Behind the back. Đi đêm. Đúng. Rồi nộp phạt nhanh lên, còn chở taxi anh ơi. I gave you 5,000. You can pay it in the bill section in F1. You ui, vai cái pussy. What the fuck? What is if this? If you have any complaint, please contact my boss, Mr. White or Mr. Jackie, so you can file complaint against me. My name is Vladimir Rovich Vodka Xiaomi. My badge number is 420. You understand me? Đeo hiểu, no understand. Okay. Good day, sir. Good luck on the road. And if you, I see you next time, I will poke a hole in your license. Okay, okay. You understand? Okay. But is there any way we can work thing out? 5,000 cao quá. Tôi trả hóa đơn là tôi bú, bro. This is a lesson for you, so you can. Pay attention the next time, okay? Yes sir. But next time I pay attention, but this time I pay you. Yeah. No. 5,000. Too much. I no take bribe, okay? Okay, no bribe, but quà present. No bribe. I don't need any present, okay? Thank you. No, you need. What you put on Twitter? Hold on. Tomokeon don't care so. France, you know? Like I love the police. You understand that this is France. Me come from it the France. Louis Vuitton. No. No, France, not Vietnamese. Trời ơi. France. Non français. Bonjour, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. No, Cristiano Ronaldo, Shui. Yeah, but 5,000 nhiều quá. Trời ơi. Nhưng mà cái vấn đề, nhưng mà bây giờ bao nhiêu người chứng kiến bây giờ tôi không làm gắt với anh, người ta tưởng bọn tôi lại nhờ. Được, thế thì lên xe anh em ra chỗ khác bôi trơn nhau xong. Không, không được. Thôi anh đi làm đi nhá. Ok, thôi đừng. Tôi đi đây. Anh ghi thật à? Chẳng lẽ tôi ghi đùa, tôi làm việc nghiêm túc với anh ấy, tôi anh tưởng tôi đùa.
Thế tôi nghiêm túc với anh mà. Thế sao anh lại đùa với tôi? Thế tôi nghiêm túc mà. Cái này nó cao quá ấy. Anh hiểu không? Thế tôi ghi thêm một tội đấy nhá. Trời ơi, thế là tội gì? Tội lái xe bất cẩn. Cái đấy là chưa tính là lái xe bất cẩn đâu. Trời ơi, thà anh phạt em 5.000 về tội đẹp trai còn được. Anh phạt thêm rồi, phạt tội lái xe bất cẩn mà xin anh. Thì đấy, thì tôi phạt có 5.000 đây. Trời ơi, sao vậy ít thế? Phạt nữa đi. À, à không, ý okay. Tôi là nhiều quá. Không, tôi muốn phạt ít đi. Đây đây, để tôi viết thêm tội lái xe bất cẩn đã 3.000. Ôi đồ, ôi trời ơi, đây, đây anh nói em là thật với anh là em là sếp là đây có người nước ngoài ở tất cả mọi nơi đến là gọi là communicate để em chức địa vị to lắm. Anh tha cho em okay, đây này. Thôi anh đi nhá, để anh nhìn Bill Gates gọi em này. What's up? What's up? Dạ vâng. What's up bro? What's up bro? Anh đi nhá. Có vụ gì mà anh đòi kiện cảnh sát nhỉ? That's it anh nhá. My you in the police too? Yes. Hell no. Ain't no police like you. What do you mean, bro? I can speak English perfectly. No, you look like a thief. You ain't no police. Hell no. What's up, bro? Come and see. No. Where? Where are you? What you mean? Where are you? At the state police station. Hell no. Yeah. You ain't no police. Yeah. Look at your abs. Okay, you can see my name, right? Oh, trash ass police. Let me come and see your ass. Where you at? Okay. All right. Hell no! Where you at? Where? I'll show you what the police look like, huh? Yeah, I'm at the police station. Come over here. I'm right here, dog. Ain't no fucking what the fuck? Đéo chờ được ông cảnh sát rồi. What's up, baby? Wait, hold on. I gotta tell Justin Bieber. Hey, Justin. Thắp động đất rồi nên không kịp. Ông cảnh sát là rít quá. Ông cảnh sát là zit quá nên là me pick you up later, okay? Yeah. Not enough time. Thông cảm phải mình. Yes sir. Ôi trời ơi, chị ơi. Okay, thank you. Yes sir. Okay, Jimmy. Okay, Jimmy. Sếp quay đợi gọi anh tới kìa. Anh muốn kiện không? What the fuck? Sắp đòn lại tuyển a man like you. Tuyển gì? Cái đó công nghiệp cao, tuyển chứ tuyển gì nhỉ? Anh sao? You look like the giang hồ, ain't no the đồn tuyển you. Okay, anh đang xúc phạm người trong ngành đấy. No, that's no xúc phạm, that's thực tế bro. Thực tế bro. Look I'm look like a police officer, okay? Ain't no the fucking police, you have tóc hồng bro. What's wrong with tóc hồng then bro? What kind of police then you have tóc hồng bro? What about you taxi driver with the white hair, dumbass? What the fuck you mean bro? My white hair is cute bro. You look ugly as shit. No, you ugly as shit bro. No, you ugly as shit bro. No, you ugly as shit. No, look at you. You ugly as shit. You look shit as shit. No, hey, you too. You look like a piece of shit. No, you ugly as. You ugly as too. No, you look like a piece of shit. No, you piece of shit. No, you piece of shit. Yo, look. Bro, this guy give me a receipt of 5,000 for driving. Yeah, you deserve it bro. Yeah, you drive like shit bro. What you mean? I deserve it. My mama can drive better than you. I pick up the khách, then I get them to the right destination. No. They drive wrong way, you go. Okay? Wrongly. No, wrong. Right. My grandma is 50-year-old and she can outdrive you. Hell no. Tell your grandma to race with me. Tell your grandma to do with me right now, bro. You call that driving? What the fuck? You know, what's this shit? Maybe walking, bro. You guys say I cannot drive? What's this shit? You say. No, you put the car away, bro? Hell no! Yeah. I'm the police. I'm the boss, bro. You're the police? Bro, I'm the motherfucker. I'm the motherfucking governor. Shit, bro. What you mean? Look at you! You fake ass shit! You fake ass shit! I'm in uniform right now. Where are you? Yeah, what are you wearing right now? Bro, this is the governor's uniform. You mean the khăn chạy bàn của bà ngoại ấy? Bro, what the fuck you mean? Đây là đồng phục của thị trưởng, bro. You blind? Are you blind? What the fuck? You're a taxi driver, bro. You can't see that shit. You look like a fucking. You were my grandma. Wait. This guy. Okay, đồng đội này có.
Này chữ em tóc như tóc như cước anh ạ. Bọn đến làm việc à? À không, bọn em đang học IELTS chung sếp ạ. Bọn em đang học tiếng Anh. Rồi anh Hoàng Anton là do anh tự ý chụp ảnh của sĩ quan khi mà đang làm nhiệm vụ nhà anh đã xin phép chưa? À trời ơi, anh quá đẹp trai. Chưa sếp ơi, chưa sếp ơi. Không, em xin rồi. Anh được xin phép chưa mà đăng lên á đồng chí Vốt Càng. Đúng rồi. Chưa đây là chụp ảnh ngoài ngoài ngoài. Xâm phạm quyền không hề phạm quyền tư rồi. Đồng chí có quyền kiện đấy, mà thực ra là cảnh sát có quyền kiện tại vì đồng chí đang mặc. Không trời ơi, em không phải kiện. Đây là em viết tiếng Pháp. Thu mô kiên đô cân xò. Đấy là anh cảnh sát này. Xò là tên tôi mà. Đẹp trai. Xò là tên tôi. Nó là S-O-I-R. Sếp ơi trời ơi, mọi người chả biết cảnh tiếng Pháp gì cả. Đây có phải tiếng Việt đâu. Em có phải là tôi muốn kiện đồn cảnh sát đâu. Anh đã xin phép anh vote kè up. Trời ơi. Chưa hề nha. Anh có biết đâu. Tôi mua một bức của anh ấy 5.000 lận. 5.000. Đây này, chỉ có được nhận được tiền nhận chế. Đây này, chưa. Người ghi cảnh sát MCT tên vé phạt số tiền 5.000 đây này. Thề mất 5.000 luôn. Anh còn viết hóa đơn cho tôi đây này. Taxi 125 đồng đây. Bị mất xe tới nơi này. Uầy, mất xe. Không sao, không sao. Các anh cho tôi hỏi điều 8 bộ luật vi phạm giao thông là gì ạ? Rồi các anh không biết luôn. Lái xe bất cần cái ảnh hưởng đến. Không phải anh là người phạt tôi, nó làm gì? Trời ơi, thì người ở đồn không biết. Làm gì có điều 8 bộ luật đó. Anh còn nói tóc tôi như bìu nhá, anh tôi nhớ nhá. Quay. Ai ai. Đồng chí hồ xoài. Đâu khơi này tôi không bảo tóc anh như bìu, tôi bảo là tóc anh ấy like pussy. Đấy, tôi có bảo anh ấy như bìu đâu. Đi lồn đấy, đi lồn. Quay cái gì đây? Trời ơi. Anh tôi bảo là fuck 12 con. No. Anh này còn bảo là gọi sếp quay ra đây, gọi sếp quay ra nói chuyện này. À, vậy đi chơi bồ bây đi chơi sao? Trời ơi. Cho anh vào làm việc đi. Không có sếp ơi. Trời ơi. Sao anh này về đâu nó về nhá? Công đấy. Trời ơi, tôi bảo là các anh chị ở đồn là đẹp trai. Gì đây? Rồi. Thôi. Không. Anh cảm xét này, xúc phạm xét. Không có, em trả tiền ngoan ngoãn. Anh bỏ trốn đúng không? Thì thích thì tí, tôi lên kiện. Tôi lên kiện đấy. Gọi tóc tôi như cục cưng không có tí. Nhưng mà sếp ơi, cho anh hỏi nốt nhá. Sau điều 8 bộ luật cảnh sát, 5.000 cả thuế là 5.500 là sao hả sếp? Sao bắt tên nó nghiêm trọng anh gây. Thì cái đồn này bây giờ như cái công ty ấy nhở. Mạng người khác còn gì nữa. Họ thế giết thì không? Hỏi tòa thị chính. Họ thế thì hỏi tòa thị chính. Ồ chắc. Mày cứ đứng đây cho anh. Cái gì đây? Mắc xe. Cái gì đây? Thôi. Ê tổng xác này, tổng xác này lên lên này, lên lên này. Lên. Thôi mắc xe bây giờ. Đậu xe sai quy định rồi. Cái gì đây? Cảnh sát gì hả? Đậu xe sai quy định rồi. Anh yêu qua đây chị. Trời ơi. Trời ơi. Em mất xe. Trời ơi. Rồi. Thôi, tí em lên kiện các sếp sau. Úi giời. Đấy nhá, các sếp đợi em tí nhá. Man, fuck the police, bro. Hell no. What you mean? Anh áp nút cái toác à, À, mặc đồ cảnh sát lom do mày. Đứng để tôi lắm hả? Cảnh sát gì đông, 10 người vào bu tôi thề. Tránh đường xếp đi. Tắc đồ bồ lịt. Come and shake from the underground. Chắc chắn là kịp, trời ơi, bú làm sao được. Mẹ em, cái trường hợp này tôi cảm xuất mẹ em. Căn tham binh là phải chuẩn, các ông hiểu không? Đấy, mình sẽ vào đây nhá. Mình úp cua cái là server vừa động đất là vừa bí luôn. A few moments later. Factor dọn chưa nhở? Come BCBD. No, fuck you. Fuck you, bé. Fuck you, mẹ. Mẹ, bây giờ làm sao để... Làm sao để kiểu gọi như là... Ghi 5.000 cho công ty nhở? À, mày... Discord, mẹ mày. Đéo có ai luôn. Đợi tôi đi, tôi qua đồn cảnh sát tiếp. Đi tính sổ mấy ông này. Ông cảnh sát này. Đừng đùa với cả tôi. Á trời ơi. Mấy lông côm rồi đấy. Lấy mẹ chiếc con của sếp đâu nhở? Con 1111111111111 đâu nhở? Đây rồi. Mẹ em có xe tủ, xếp ra xe như này chứ. À, đếp dáng qua bệnh viện thăm mê mê cô gọi cũng được. Mày là ai vậy? Tôi chưa gặp bao giờ đúng không? Show out of Compton. Uầy, ví dụ bật nhạc này. Are
Yes sir bro. Oh chết mẹ em quên ấn làm việc chứ. Để mà làm đèn thế nhờ. Who the fuck is you? Hell no. Ở đi, nó nằm được á. Úi xồ. Nằm vùng á. Thế mà không được trong kênh à, chịu rồi. Bà làm không công cho tôi. Cuối cùng có làm đâu. Chịu, sống thế hiểu. Úi xời ơi bà. Sixty-nine, we have a problem, bro. Ôi trời, thấy hơi ác quá, bro. Chạy đi. What you mean, bro? No, fuck you. How you? You guys ever see? Các bạn đã bao giờ thấy một taxi gangster chưa? Straight out of the hood. Tôi yêu cầu anh cất xe đi và gọi cho taxi với tôi. Anh này quen nhở? Phải anh Izuma không? Anh Izuma ấy. Chú nghe này, chú mới bán đồ xong sao nè. Chú bán nốt con xe đi chú. Bây giờ con có taxi, bây giờ chú chạy xe máy là nào? Thế thì con lấy đâu ra khách? À yêu cầu chú bày nói bày nghe, chú mới lấy xe. Ô? Đạn sáng hôm qua. Dạ ha. Bày biết sao chú lấy xe không? Tại sao chú? Tại vì không có taxi. Thế thì chú nhầm rồi. À. Có taxi mà, chẳng qua là bọn con đi nghỉ mát rồi, chú đợi con tí. Travis Scott gọi. What's up? Alo. Travis Scott. Wait. Yeah. Phải bên taxi không? Hey, skirt. Yes sir. Đúng rồi ạ. You sure? Yeah. Anh đâu ạ? Yeah. 610 Yes sir. 5 bà. Minutes bro. Yes sir. Yes sir, yeah, Travis. Yeah. Yes sir. Vâng. Be in the track. What? Trời ơi, thế đấy chú ơi. Chú mà không bán xe này để làm khách của con ấy là sao nó có chỉ chở người nổi tiếng rồi chú ạ? Chú hiểu không? Thôi chú bán nốt con này đi, con này chạy được bao nhiêu? Mấy thấy có đứa nào chạy đâu. Trời ơi. Con này chạy được 80. Khổ quá, mấy hôm trước là bọn con là đi có công tác, đi nhập xe, xong rồi đi gọi như là sửa soạn lại công ty và bảo dưỡng. Đi mất tiêu từ 6 giờ tới 11 giờ không có đứa nào chạy anh. Trời đâu có đâu chú. Chú đau khổ lắm luôn á. Thế à chú? Cuộc sống khó khăn. Trời ơi, nhưng mà chú biết cái gì đau hơn không? Cái gì? Trái tim con không được chở chú đi đó. Ủa bây chở Travis Scott, bây chở mẹ direct luôn rồi mà, bây chở toàn superstar không bây phải hãnh diện chứ. Bất nhưng mà chú là superstar trong lòng con, you know. Trời ơi chú ơi, chú là superstar trong lòng con, nên là chú cất bán cái xe đi để là sao con chở chú, ok. Yes sir, skirt. Travis Scott còn direct thì nó cũng chỉ là cái tên thôi chú ạ. Yeah. Biết bây skirt. Skirt, yeah. Skirt. 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 Từ từ con đi đón Travis Scott tí nha. Yeah. Skirt. Ok. Yes sir. Ok, skirt. Skirt. Con đi đây. Skirt. Okay. Em live đi đón ông này. Fuck. Alo. What? Jay. You're trash. You shit. You're dog shit. You say what? What you say again? Tôi bảo là anh đẹp trai đang đi đón Travis Scott mà. Yeah. Skirt. Bật bodyguard lên. On the road, bro. You're on the road, bro. Hey, lấy. Hey, lấy. Đang đi đón Travis Scott, bro. What you doing? À, vừa bật bodycam lên là đổi cái giọng liền ha. Ai trời ơi, bro. What you mean, bro? Trời ơi, cái đó là làm the police, làm đi ở đồn là do nothing á. Yeah, lương tháng là $3 an hour, hả? Huh? Làm 3 đồng một giờ cũng làm luôn, hả? Huh? Bro, you phí bán cảnh sát này hả? You purple cheap, bro. Hả? What you say again? You cheap. Alright.
Yeah, yeah. My body cam on right now, bro. Yeah, catch me on the road, bro. I'm fast. Này tuyên truyền đúng không? Okay, okay. Yeah, you're trash. Okay, okay. Yeah, catch me, bro. Cảm ơn anh gọi tôi là rắc rưởi nha. Cảm ơn anh. Theo không, theo là phải cứng cáp, bro. Phải cứng cáp. À, mấy ông cảnh sát là non zom. Truy nã sao tôi, bro. Theo nè. Yeah, anh đi đâu nhỉ? Đi car dealer này. Car dealer? Nah. Yeah. No car dealer. Không. Why? Why? Because the go car dealer, you mua mẹ xe rồi, you don't need no taxi no more. No need the taxi. Hold on. Hay là đi quét dọn, quét rác. Hold on. Doja Cat calling. Doja Cat gọi. Alo. Yeah. Sir, is it a phone number of a Dolly taxi? Yeah. Dolly Taxi, that's me, CEO Hoàng Nam Thôn. It's me, baby. What you need? Sir, I'm in the hospital right now. I need a taxi. Đang ở viện mà cũng cần taxi, yeah? Yes, sir. What you? Where you going? You go đi đâu? I go government, tòa thị chính. Oh, okay, Doja. Okay, Doja. Yes, sir. Yeah. Okay. Trời ơi, Doja Cat mới gọi. Bảo. Bảo là chở hộ cô taxi được không? Tôi bảo get out my fucking way, bro. Đấy, không cần. Okay. Tôi chở anh. Sao lại thế? Okay. Không, tôi ông người ta trả tôi kiểu nhiều tiền quá, tôi không thích. Tôi thích chở anh ít tiền không? Mà, yeah. Nghe anh bảo anh là CEO à? CEO, yes sir, it's me. Yeah, yeah. Tôi chứ còn gì nữa. Thật là tôi thì là ai? Bây giờ anh thấy ông công ty của tôi làm gì còn ai làm? Thực ra là không phải là mọi người không làm, mà tôi làm sếp. Đấy. Tôi đuổi hết nhân viên rồi. Ôi, bây giờ công ty trách nhiệm như bạn một thành viên. Tại vì tôi thích sếp thì anh đừng hỏi. Anh hiểu không? Giờ tôi là sếp và anh hiểu không? Đuổi hết nhân viên. Đấy. Nên là bây giờ anh được sếp trở đi là ra gì đấy. Anh hiểu không? Nhưng mà nhìn anh không giống sếp lắm. Trong tôi lại không giống sếp. Đây, anh cần xuống xe để nhìn kỹ mặt tôi không? Nào. Trời ơi thề. Đợi tôi tí. Ed Sheeran gọi là what's up? Yeah. Lên đón em được chưa anh ơi? Where are you? I go. Okay. 5 minutes. Okay. Mau 10 phút nha. 10 phút nha. Okay. Đấy cái thằng ấy. Ông ơi, anh trai ơi, anh đi đâu ấy? Anh đi đâu ấy? Không trả tiền à? Ai à? Anh có thấy tôi vừa ngân không? Anh có thấy tôi vừa ngân không anh? Tôi coi cái phản ứng của anh như thế nào hả? Trời ơi không được, anh buồn cười nhỉ, xe của anh đi gần quá. Bây giờ không lấy tiền thì nó cũng dở. Mà lấy tiền thì rẻ quá thì cũng không được. Thôi tôi lấy anh một lốp, đấy là tình thương rồi. Nhưng mà anh biết tại sao tôi vừa ngân không? Bạn tôi là ca sĩ, trời ơi. Ed Sheeran, anh không biết Ed Sheeran à? Ôi trời ơi, mấy hit mấy trăm triệu view anh không biết à. Tôi là sếp, tôi quen người nổi tiếng chứ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, cái gì đây? Anh vẫn lái taxi nhỉ, sao bạn anh? Hình như Đơn anh buồn cười nhỉ, nhìn thế này. Justin Bieber gọi này. What's up? Mời anh đọc thoát nhé. What? Đọc Twitter đó. I'm blind. Đọc đi và 10 phút anh có 10 phút để vào đồ ấy. No, I'm blind. Công việc của chúng tôi. No, see. Anh không được từ chối. Thế thì tôi đồng ý. Nhưng mà cái quy định đó tôi không. Cái này phải nghiêm túc, anh có xe riêng mà. Cái này nghiêm túc. Okay, serious bro. I'm coming. Thôi bú cho anh ạ. Trông anh có vẻ bận rộn đấy nhỉ. Ok nha. Tôi là sếp nhưng mà... Okay, anh buồn cười nhỉ. Nhưng mà tôi nói thật anh này. Hay bây giờ thế này nhá. Tôi cần anh làm hộ tôi một điều được không? Sao đấy? Anh vận công đấy, anh đấm vào tôi một phát thật mạnh. Tôi ngất luôn, tôi vào viện được không? Tôi bị truy nã rồi. Không được. Tôi... Ok. Anh bị truy nã xong cái tôi cũng bị truy nã. Không, nhưng mà tôi có bảo người ta là anh đấm tôi đâu. Chỉ đấm tôi ngất để tôi về viện thôi. Anh nói đấm mạnh mà. Anh đấm tôi một phát thật mạnh nào. Không được. Anh nói bị truy nã rồi, trời ơi. Nhưng mà... What? Nhưng mà sao? Anh gọi Justin Bieber với Instagram gì mà sao bị truy nã? Tôi không biết. Như tôi do tôi xạo lồn nên tôi bị truy nã. Giờ phải làm sao anh? Anh trốn đi. Hay cái thành phố nó buồn cười nhỉ? Nhưng mà theo anh như nào? Theo anh nhá.
là một người mà kiểu nói xạo lồn nên nó có phải là một cái tội không các anh? Hả anh? Nó không phải là cái tội đúng không? Xạo lồn là có cái tội không? Có đó. Trời ơi! Anh có biết là thành phố này nó bị nghiệp quá là bị nghiệp cuộc không? Bị xét đánh đó. Không, cái nghiệp đấy tôi không quan tâm, nhưng mà quan trọng là bây giờ tôi bị truy nã vì tôi xạo lồn. Xạo lồn. Yes sir. Chả hiểu. Yeah. Nhưng mà tôi viết hóa đơn cho anh chưa nhỉ? Đi rồi, biết rồi. Thế viết thêm cái nữa được không? Thôi bây giờ tôi bảo này, bây giờ tôi lên đồ thì là tôi mất thêm 5.000, anh gửi tôi 5.000 nữa không? Là nói anh mua xe rồi thế. Thì anh giàu rồi, trời ơi. Nhưng chả có mua xe đâu, tôi đến này tôi giúp việc ở đây. Trời ơi, má ơi luôn á. Trời ơi. Thế anh trả hóa đơn đi, tôi đi tù, tôi đi tù đây. Bye bye nhé. Vâng, ai rồi cũng phải đi tù thôi. Ai lột thật. Lại đợi ông khách này trên bãi gỗ à? Đen thật đấy. Anh ơi, anh còn đọc trên mạng xã hội, người ta nói gì về tôi không anh? Thưa anh ơi, tôi không quan tâm đến mạng xã hội cho lắm. À vâng, thế tôi bị truy nã rồi. Rồi sao hả anh? Thế anh bây giờ anh xử lý như thế nào? Thế tôi đi tù xong tôi đón anh nhá, được không? Trời ơi, vâng. Thế thì anh đón tôi trên bệnh viện thôi chứ. À đón ở bệnh viện thôi anh đi đâu? Anh có đi tù chung không? Anh có đi tù chung luôn không? Tiện đường này. Không. À không à? Ừ. Đi luôn đi cho tiện đường thì quốc này free. Thế thì. À? Thế thì lên đi. Đi. Lên đâu? Đi tù luôn. Đi. Thế tôi đón anh đi tù. Đi. À, anh ở đâu ấy? Ồ. Ok, anh ở bệnh viện tôi đúng không? Tôi trên bãi gỗ anh ơi. Ui, thôi anh xa quá, đi tù không tiện đường lắm anh ạ. Rồi, lần sau tôi cho anh đi tù chung. Tôi đi. Ok, tôi đi tù, đi bus để tù cũng được. Dạ. Anh chặt gỗ đi nhá. Xong rồi có gì tí tôi đi tù xong. Rồi tôi sẽ đón anh xong. Yes sir. Ok, bye anh, chúc anh may mắn nhá. Ok nhá. Tạo tốt. Thích đẹp với bô lắm, sao bây giờ hai người ít nói. Mẹ em hai bọn tôi nói như cái máy kêu ít nói. Nói muốn thối phổi mẹ luôn. Mời anh đi với tôi nhá. Tôi được pick up the phone không anh? Không, làm việc thôi. Khi nào anh có phép là được. Ủa? Pick up the phone là sao em? Can I pick up the phone? Anh ơi, cho tôi nghe nốt một cuộc tôi bảo là tôi đang bận được không anh? Rồi anh cứ nghe điện thoại đi. Ok. Chú à? Chú à? Qua kia là một chợ chú, nhanh. Cháu đang đi tù, nhanh lắm chú ạ. Đang đi đâu? Đi tù. Hả? Vâng. Chú không lọc toát tơ à? Chuyện mà chưa gì đã đi tù rồi. Người ta bắt cháu rồi. Ủa, cháu gì chú đây? Xạo ạ. Trời ơi, giờ taxi đâu mà đi, chú vừa cất con xe, chú quyết tâm hôm nay chú đi taxi hết. Chú đợi cháu tí, cháu đi tù xong cho đón chú yên tâm, uy tín. Trời ơi, ok. Khi nào đi tù, bé đi tù xong bé gọi. Dạ, mời đi đây. Tù xong cháu gọi, dạ. Rồi đây, cháu đi rồi chú ạ. Tạm biệt chú. Ok. Mời anh vô đây, nhanh. Hả? Mời anh vào trong. À, vâng. Anh ơi, ngồi bên này anh ơi. À. Anh tưởng là anh sếp hay sao mà ngồi đi. À tôi quen ngồi ghế sếp ấy, bây giờ ngồi mấy ghế này kiểu giờ lởm quá tôi không quen. Cái gì nói gì sếp. Rồi, chào anh á, tôi là Hồ Sò đến từ MCPD nhé. Uh-huh. Hồi nãy là có một công chuyện là anh gọi cho tôi và lăng mạ tôi rất là nhiều. Và trong khi... Thì anh gọi. Nghe đó, anh làm việc. Dạ vâng. Và vâng. Tôi có bằng chứng mà anh lăng mạ tôi rất là nhiều, anh gọi tôi là rác rưởi này nọ, lăng mạ những người trong cảnh sát này, tôi không trời ơi anh điều đó. Tôi không có anh ơi, trời ơi anh nhầm rồi. Không gọi... anh không, ok anh giải thích đi. À vâng, thế ví dụ không, ví dụ anh giải thích đi. Thế ví dụ tôi lúc đấy là tôi đang dùng tiếng Tây Ban Nha, tôi nói anh Yua Trasu. Đấy, anh hiểu không? Anh tiếng Anh ơi, tôi biết tiếng Anh mà. À, tôi cũng là người thế anh còn... Mỹ mà anh. Ok, tôi được rồi. Thế bây giờ anh có nhớ là anh nói lại tiếng Anh với tôi là cái gì không? Không. Your shit. Những cái này bọn tôi cái này là cái gì anh? Dùng nó là bằng chứng anh ạ. Thì anh cứ nói lại những cái anh dạ vâng. Nói đi, ý của anh nói là gì anh cứ nói lại. Không đi. Phải, thực ra là anh tôi thấy là anh này tôi là cũng là quen anh này được một thời gian rồi anh ạ.
nhưng mà tôi thấy tóc của anh ấy dạo này sống quá không quen từ hồi anh ấy còn làm giang hồ đua xe phóng nhanh vượt ẩu chống đối chính quyền của anh ạ. Các anh có bằng chứng của anh ấy bây giờ không trong sạch nhá, trước khi vào ngành là bọn tôi được trong sạch nhá. Anh ơi anh bị dắt rồi, trời ơi, thế là em mới bảo em mới không đồng ý với cả mái tóc của anh ấy. Thế là em mới bảo em mới gọi cho anh ấy, em mới chỉ muốn góp ý cho anh ấy thôi để anh ấy đi sửa mái tóc của anh ấy. Em bảo là you're trash đấy, kiểu là tóc à, anh viết, có ý bằng cách nhanh, là nó là tóc tôi như cức đúng không? Là tóc anh không, tóc anh không được đẹp cho lắm. Trời ơi ai lại dịch như thế anh? Anh sao? Xong rồi anh ấy bảo là you're shit. Anh ấy nói lại ngược lại với tôi đồng chí White ạ, you're shit. Anh bảo sếp ơi, đang nghe you the shit là một lời khen sếp ạ. Không, you're shit. Không có giờ. No, you the shit. No, you're anh shit. Anh nghe sai à? Không, anh tai điếc rồi. Tôi nghe thì tôi phát âm nhanh thì the you the shit thôi đấy, you the shit nhanh mà. Thì bây giờ vấn đề như này là anh Hoàng Lan Tôn này. Dạ. Kiểu tóc và ý này nó ảnh hưởng nhiều đến anh à? Dạ. Ờ thì anh không biết không là anh đang kiểu body Samsung với tao, cái tóc người ta thì có ảnh hưởng gì không trời ơi, nhưng mà thực ra cái mọi chuyện nó khởi nguồn từ cái việc là lúc nãy em đi cạnh anh này, anh ấy bảo là tóc trắng của em là trông như là shit đấy, nên em mới bực mình. Lúc nào anh có bằng chứng không? Rõ ràng anh còn gọi điện cho trước cho em là kiểu hơi không biết đâu. Gọi điện anh là anh kiện cảnh sát về vụ gì, cái anh này anh đã bồi chữ lên là à, tôi đúng rồi. Anh là cảnh sát làm gì đúng không? Thế tôi nhớ rồi, thế là tôi bảo là tôi không tin anh là cảnh sát. Xong rồi anh kêu tôi là nhìn như thằng giang hồ một cảnh sát hay gì đấy. Đấy, xong rồi tôi qua đồn để tôi confirm đồng chí White ạ, thế đúng anh là cảnh sát đúng thật. Rồi, xong rồi anh bắt đầu chửi mắng không, cha mẹ. Không, không có chửi mắng cha mẹ gì nha, đừng có điêu nha. Xong rồi tôi qua đồn, tôi kiểu tôi không tin, tôi kiểu kiểu hơi bất ngờ một tí. Thì anh bảo, thì anh ấy mới có nói mấy cái câu như kiểu là bây giờ mày tin bố mày là cảnh sát chưa? Đấy, dịch ra tiếng Việt là thế. Anh ạ, anh ngoài ạ. Ok, anh nói, anh không nói. Anh, cái lúc anh ấy nói có ai làm chứng hay là anh có ghi âm lại không nhỉ? À, tôi làm chứng. Đúng rồi. Anh làm chứng nha anh. Tôi làm chứng. Cái anh có ghi âm lại cái lời nói đấy không nhỉ? Cái bức hành trình gì không? Đâu làm gì có camera? Có đúng rồi. Tôi có mic, hai cái mic tôi kẹp vào cổ, nhưng mà cái đoạn trước đấy mic của tôi bị lỗi file. Hợp lý không? Lỗi file hợp lý không sếp? Sao nó? Thế là không có bằng chứng đúng không? Đúng rồi, không biết. Thế anh này có bằng chứng không? Rồi thì cái vấn đề đồng chí hồn xòa đâu. Đồng chí có nói với tôi là thế thì anh lúc nãy là có lưu loại hết rồi đấy. Anh bây giờ anh giải thích cho tôi là cái nội dung lúc nãy anh nói. Thế thì tôi lại có cũng có là máy ghi âm của tôi, là máy ghi âm đoạn sau của tôi lại được bật lên. Thì tôi lại chứng minh được cho anh là ví dụ đúng không? Ngay cả khi tôi mắng đúng, anh ấy, đúng. Cái việc anh ấy mắng lại tôi mà anh ấy là một sĩ quan, thế là không được. Không mắng. Thế là bằng người dân à? Thế thì anh sẽ lại bảo lúc đó là anh ấy chửi tôi. Chửi tôi xong rồi tôi bật body cam lên thì anh nói là tôi đẹp trai này nọ, xong anh tôi mới khen lại anh là you the shit. No, là một câu khen của tiếng Anh rất là đơn giản. Tôi không khen anh, tôi không khen anh, không. Anh tôi có bằng chứng anh khen tôi. Tôi khen anh như nào? Là anh nghĩ là không khen người ta lại nghĩ lại khen thì sao? À không, thế thì tôi hiểu rồi. Trời ơi, anh tôi nhớ rồi, lúc nãy là máy ghi âm của tôi bị lỗi, tôi vừa nghe lại. Tôi bảo với anh này là không, you're hot trash. Trời ơi, câu đấy dịch ra tiếng Việt tức là trời ơi quá điển trai. Thế anh này mới khen lại tôi là you're the shit. Đấy là bọn tôi kiểu khen nhau kiểu là sóc chéo ấy anh ạ. Đấy kiểu thế, hóa ra là bọn tôi khen nhau thôi chứ không có lãng mạn gì. Cuối mà gần anh Cúc Mấy thì anh phát âm rất là rõ những từ anh như là du học sinh bên Mỹ phát âm rất là rõ như IELTS 9 chấm là you are trash. No, you're hot trash. Trời ơi tôi nói nhanh quá. Tôi về Việt kiều USA. Trời ơi, hot trash. Quốc tịch Mỹ này. 13 năm. À, tôi yêu cầu anh Hoàng Anh Tôn là anh phải có lại chính xác cái gì anh nói, tại vì là dạ, tôi phải có bằng chứng rồi kiểm tra lại mà dạ, không khớp okay. Chúng tôi gọi chuyên viên ngoại ngữ đến mà okay, kiểm tra okay, và okay. Rõ ràng là anh nói như thế là sếp ơi, okay. Em chuyên gia luôn rồi. Là okay. Anh tội chồng tội đấy. Ok anh, thế anh tóc hồng anh còn nhớ câu 2 anh nói là gì không nhỉ? You're the shit. Câu anh hỏi you're the shit. Thế thì câu đầu của em là you're hot trash. Đấy. Câu đầu anh là you are trash mà. Xong anh khen tôi đẹp trai. Lúc mà tôi chưa bật cái body cam này, tôi vừa nói là anh vừa đổ qua cái giọng khác. Ok, không. Tôi vẫn đinh câu của tôi là you are hot trash mà tôi nói nhanh quá anh không nghe được. Hoặc là trong lúc thi hành công vụ, lúc lái xe anh có lỡ kiểu đập tai vào đâu đấy thì anh không nghe được thôi. Chứ không bao giờ có chuyện tôi bảo anh là xe đâu, tôi đang đi bộ mà. Thế thì chắc chắn anh ngã vào đâu ấy. À, tôi nghe lại luôn. Ok, anh đợi tôi xíu nhé. Ok, đâu. Anh bật rõ ràng cho tôi này, nếu mà tôi thấy được bằng chứng thì tôi sẽ phục. Làm ra đấy. Đâu bằng chứng đâu nhỉ, bằng chứng đâu nhỉ? Đâu? À,
phiền anh Hoàng Anton đứng ngồi đây đợi một chút nhá. Đồng chí Hồ Soàng cứ ra ngoài chuẩn bị bằng chứng đi. Ok. À, vâng, từ từ tôi phải chào phát hâm mộ đấy. Đồng chí Tránh Nga này. Đây, anh đi. Anh có rồi à? Đồng chí đã tìm được rồi à? Đâu, điện thoại lên nhá, xếp nhá. Ok. Ờ, cũng được. Lại đi. Yeah, catch me on the road, bro. Fast. Ui. Đây, tôi lại. Yeah, you're trash. Oh. Anh gặp Hoàng Anton đây. Cái này là hơi rõ này, Hoàng Anton này. Anh còn khiêu khích là catch me, bro, nên là bắt tôi ngoài đường với người nọ, nên đi xe hay gì này. Cho nghe xong là thế này còn nghiêm trọng hơn nữa này, anh Hoàng Anton này. Đấy thì anh ấy đấy. Tôi có thể nói với anh là sĩ quan sĩ quan bên anh là không lưu rõ đầu đuôi câu chuyện đấy, chỉ là phần sau. Ok, anh bằng chứng ở bên anh đi. Anh này, anh ấy khiêu khích em. Anh ấy bảo là you're shit. Mày là good. Nên là em mới bực mình. Nên là em mới nói đoạn xong. Để muốn bật luôn cái đoạn anh khen tôi không, đợi xíu nha. Đâu. Đâu xem nào. Đẹp trai, đang đi đón Travis Scott mà. Đấy, anh khen tôi đấy. You're on the road, bro. Yeah. Đang đi đón Travis Scott, bro. What you doing? Sao có tiếng của anh vậy? Trời ơi, bro. What you mean, bro? Sao có tiếng của anh này nhỉ? Làm the police, làm đi ở đâu là do nothing á. Lương tháng là $3 an hour, hả? Làm 3 đồng một giờ cũng làm luôn, hả? Bro, you. Ê, ý anh bảo là cảnh sát nước bèo đừng có làm à? Không, tôi bảo là ý là... Ê, xem ơi, xem nghe tiếp, xem. Ông, trời ơi, ý em nghe tiếp nè, nghe tiếp nè, từ, bình tĩnh nghe lại hết nè. Ao hả? Làm 3 đồng giờ cũng làm luôn hả? Bro, you purple cheap, bro. Hả? Cheap. Cheap là gì nhỉ? Đắt. Yeah, catch me on the road, bro. Fast. Yeah, you're trash. Rõ anh ơi, sao cái máy ghi âm của anh này ghi nó không có vướng cái nào luôn. Ghi môi giọng của em mà không ghi giọng em vậy. Anh này làm sao? Okay, anh bảo tôi. Sao đấy? Anh hoàn toàn anh... nữa. Ê, đây. Là dạ. Anh phải hiểu là bây giờ ấy, cái khu vực bạt thêm cái khe có khe man nữa là anh còn phải đi tù đấy. Không. Đây em lại giải thích cho sếp. Sếp có thấy cuộc hội thoại của vừa rồi là cuộc hội thoại giữa mấy người between how many people trong cái cuộc hội thoại đấy anh nghe được? Chưa. Thì đó là phần của tôi ghi âm lại được anh. Không. Phần của anh hiện cái ấy đi. Anh cái thiết bị điện thoại nghe ghi được không. Cái chiều của anh thôi. Ghi được đấy. Đúng rồi. Không, là cuộc hội thoại của một người mà một người thì tôi bị điên, tôi bị thần kinh, tôi bị tự kỷ, tôi tự nói thế. Ai biết là tôi nói chuyện với anh này đâu, đúng không? Tôi bị điên. Mà bác sĩ qua kiểm tra. Đúng rồi. Điện thoại của tôi mà. Anh không gọi cho tôi, sao tôi có được giọng anh được? Liên quan gì? Đấy, nhưng mà anh phải chứng minh là có giọng của anh ở trên cái cuộc hội thoại đấy. Đó mới là cuộc hội thoại của hai người. Là tôi mới là lăng mạ anh. Chứ còn nếu mà đấy là chỉ có giọng tôi thì tôi bị điên, thì tôi nói gì mà kệ tôi. Đúng không? Nhưng mà cái nguồn bị điên đó, anh nói chuyện ai đấy? Anh nói chuyện ai? Thì tôi tự kỳ, tôi nói mà mình. Anh có giấy phép gì, anh có giấy tờ gì chứng minh anh có bình tĩnh không? À, thì tôi không biết, tôi tự thấy tôi bị điên thôi. Ai chứng minh của tôi, anh có chứng minh được tôi bị điên không? Ai cũng phạm tội rồi, người bị điên xong sót rồi. Nhưng mà cái vấn đề tập trung vào cái vấn đề ở đây là việc tôi bị điên hay không bị điên không quan trọng. Tôi có cái mồm tôi vẫn tự nói được mấy cái lời ấy ra. Mà tôi tự nói một mình, tôi không nói gì đến anh thì đấy đâu phải là nói đến anh, lăng mạ anh, xúc phạm anh, đúng không? Anh phải nhét theo bảo giọng anh gọi cho tôi mà anh ơi. Lúc nãy là anh có xác nhận là anh gọi với anh này rồi và đúng rồi. Anh nói là nó là lệch một tí, nhưng mà khi em... sau khi nghe lại thì nó lại sang một nghĩa là hoàn toàn khác. Anh đúng rồi. Anh khai mang đang mang đấy. Sếp ơi, nếu em có gọi cho anh này nhưng mà em hỏi sếp ấy những nội dung khác. What's the weather today? Yeah. Anh có gì anh không anh ơi? Anh không, tôi đã chứng minh ấy, anh đã xác nhận là anh gọi rồi, còn bây giờ ấy tôi gọi nhưng mà tôi nói nội dung khác thì sao? Thì... anh có bằng chứng gì phía bên anh này nói gì liên quan đến anh không? Để anh nói như thế không? Nhưng mà tôi lại có, nhưng mà tôi phải gửi đơn sau 23BM thì mới gửi được chứ bây giờ kiếm đâu ra. Tôi có phải là đa nghi đâu, tôi tự nhiên. Bây giờ đang xử lý bây giờ nên sao mà yêu cầu được. Anh đi thì anh phải trích xuất ra được luôn chứ. Thế thì... anh bảo là anh không có sao được. Thế thì tôi chịu.
đâu bằng chứng được. Thế thì anh phải chịu tội thôi. Không, đúng, không chịu tội. Mà nữa là đi tù 15 tháng nữa nhá. Đây, không các cái. Cái gì đây? Bây giờ là bên anh gọi là ưu đãi, ưu đãi. Khai trương tù, khai trương tù. Ưu đãi nhân viên à? Chả hiểu sao cuộc hội thoại có mỗi một người mà sếp bảo là em nói anh ấy thì anh sếp đúng một cười luôn. Em nãy giờ em không khai nhiều câu chuyện nhá. Em khai đúng một câu chuyện thôi. Anh này là nãy giờ là hai câu chuyện. Rồi, cái vấn đề là ấy. Cái vấn đề là anh ấy lúc nãy anh cũng có nói với tôi sơ qua cái nội dung và khớp một cái là anh bảo là lương cảnh sát này nọ. Đúng rồi, lương cảnh sát. Rất là khớp cái đoạn đấy đấy nhá. Trời ơi, đấy là em gọi cho ông cảnh sát ở quê. Trời ơi, sao tôi biết nội dung được? Ở quê, ở bên Mỹ là đấy, anh chứng minh được cảnh sát ở quê của anh là ai không? Anh có gọi rồi, đến quê đây, gọi tới đây nhân chứng, vật chứng, bằng chứng ngay bây giờ. Cảnh sát ở đây hết rồi, anh còn gọi cho ai nữa? Đợi tôi tí để tôi xem anh tôi nhớ tên cảnh sát đừng nói của quê ở quê không? Đừng nói nữa. Thật khách nhỉ. Cái gì? Cái gì mà cái mày ông kia tên là cái đéo gì à? Anh đợi tôi tí, tôi sắp nhớ ra tên rồi. Ừ, anh cứ thư thống ấy. Trời ơi, anh gọi cái này trong lịch sử đấy, anh làm sao phải tìm lâu thế nhỉ? Channing Tatum. Thật à, trời ơi, ông ở Mỹ mà. Ở cơ sở nào? LAPD. Back in my hometown, bro. LAPD. LAPD. Yes sir. Not BCPD. Mình đang là Los Santos luôn á, sếp ơi. Yeah, Los Santos, not Los Angeles, bro. Two city different. Khác nhau. Yes. Anh thấy gọi người đó cho tôi gặp đúng không nhỉ? Dạ. Anh có thể liên lạc anh đến đây được không nhỉ? Ok, đợi em tí. Đó, người đó là ID là gì anh? ID của cảnh sát. Trời ơi, cảnh sát bên anh có phải là mỗi bên có một mình ấy chứ? Đây anh đợi tôi tí. Ừ, để tôi gọi để check ra là thông tin đấy, của sát tôi tí để tôi gọi cho anh ấy xong rồi có gì mấy anh tự liên lạc sau. Đợi tôi tí. Không có sau nè, ngay bây giờ. Không phải có anh ở đây chứ làm sao liên lạc sau là sau như nào? Đây đợi tôi tí, tôi gọi bây giờ. Đây đang gọi rồi. Ủa anh gọi qua Mỹ ở quê rồi sao kỳ tiếng Anh anh? Tiếng Việt anh? Ông này quý tôi, ông quý người Vietnamese, ông cài nhạc chuông tiếng Việt bro. Trời ơi, bây giờ cái nhạc chuông nó không cài được, anh buồn cười nhá. Nhạc chuông ngồi qua Mỹ mà nhạc chuông hả? Nhạc chuông gì là việc của người ta chứ liên quan gì? Này, tôi thấy rất là vòng nhá. Đang từ một cuộc gọi điện thoại, bây giờ anh ra đến một người khác rồi đấy nhá. Anh ấy là chả hiểu sao đi đâu, chắc đi karaoke rồi nên là không bật máy. Nhưng mà nếu mà kể cả anh là người quen, anh cũng đang phạm tội sát phạm, xúc phạm anh ấy mà. Tôi có xúc phạm anh đâu, anh quý tôi mà. Anh là cảnh sát đúng không? Trời ơi, anh ấy là cảnh sát mà anh ấy là bạn thân của tôi nên là bạn thân kiểu trêu trêu nhau thế được, tôi với anh có phải là bạn đâu. Ừ. Nhưng mà đây ở đây nhá, quay trở lại sao này anh quen quen tôi. Từ từ này, tôi hỏi anh một câu này, anh Hoàng An Tôn này. Dạ. Cái nội dung đấy các anh nói chuyện nhau thì làm sao anh hồ sò anh có được? Anh này chắc là hay đặt ghi máy ghi âm với cả camera quay lén cho bạn. Chị trời ơi. Không, sếp ơi, hồi nãy anh ấy kêu là quen tôi một thời gian. Nhưng sếp. Đúng rồi, xong rồi cuối cùng là nghe không quen. Là sao? Bằng chứng các thứ là đủ cả rồi, cãi làm sao được nữa. Thôi đây anh Hoàng Nam Tôn chứ, nãy giờ anh hơi lạc vòng đấy. Sếp ơi, từ cho em nói đúng một câu nữa là tội là quấy rối làm phiền người khác ra ấy. Phạt 5.000 bồi thường cho nạn nhân này. Ôi giời ơi. Là anh thêm phạt 2.000 cái tội khai man, 15 tháng tù đấy nhá. Ôi giời ơi. Anh mong chấp hành điều lệ nhá. Cảm ơn anh. Rồi. You Academy. Bây giờ tôi sẽ biết cho anh cái phạt 7.000. What? Bao gồm tiền bồi thường và 2.000 tiền phạt. Sau đó là anh phải chịu án 15 tháng anh nhá. Vâng, cảm ơn anh nhá, hợp tác nhá. Đồng chí Hồ Xòa viết đi, anh này vi phạm hành chính điều 2 với cả điều 9 nhá, đồng chí nhá. Ok, chúc anh. Rồi, xong rồi cho ấy và tạm giam trong kia luôn. Tôi nói thật nhá. Điều 9 là sếp. Tôi nói thật nhá. Đứng yên để biết thôi. Là đồn canh hơi ế nên tôi mở bát thôi. Thật đấy. Cảm ơn anh nhá. Chứ không tôi kiện ngược lại rồi. Nhá. Khai trương hồng phát cho sếp. Rồi, mình mua hoa đi. Chúc anh may mắn. Dạ chúc sốc bán đất, buôn may bán đất. Dạ. Thank you very much. Sếp ơi. Tôi đây. Có được anh điện thoại không anh? Được anh ơi. Sếp gì? Phạt hành chính hả? Đúng không? Ghi là vi phạm hành chính. What? Hello, anh taxi đúng không anh? Tôi là tù nhân. Ý? Không đi tù đời không để anh ạ. Vâng. Tôi chuẩn bị đi tù rồi không, nên là có gì tầm 15 năm nữa tôi với anh gặp lại nhá. Đây 7.000 đúng không? Trời ơi.
Dạ. Ok nhá. Ok nhá. Tôi là cái hướng taxi cơ. Dạ 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 dạ. Tôi em kiểu bình thường em sống ở đời mọi người không để em hết nên em phải đi tù anh ạ. Dạ. Ok. Dạ 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 dạ. Ok ok. Đi tù qua đây đi tù ơi. Khai chương. Vỗ tay đi. Vỗ tay đi. Khai chương. Hoan hô chiến sĩ ngồi tù. Khai chương. Ui giỡn thế. Không, okay. Tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa đâu? Đi tù là còn máy điều hòa. Thật mà. Điều hòa ơi, ở đây là điều hòa 24 đấy, thoải mái đi. Chúc mừng anh nha, người khai trương tù đầu tiên. Ok. Bắt đầu. Thế không có máy tính PC để tôi live stream nữa. Tôi quay. Anh tục tạm điện thoại đi anh. Tục tạm điện thoại. Đây, để em gọi. Em chụp quảng kỷ niệm từ từ, mọi người cười của em nhá. Đây, mình mới nhạc nào. Lại, mọi người cười nào. Đấy. Khai trương đồn. Đây, mở nhạc ăn mừng nào sếp ơi. Gì đây? Nhạc gì buồn đây? Ăn mừng mà buồn đây. Thôi. Ăn mừng đi. Em kiếm được cái băng nha sếp, Quay hơi ẩu rồi đó ba. Nhạc quay đây. Hết bài này là mình được ra tù hết rồi. Không còn bài cái gì bỏ voi gì em. Thế hai bài ra tù. Hai bài đấy máu tay lắm. Nhảy đi ông chết ơi, nhảy đi. Nhảy cái gì mà nhảy, nhạc buồn thế mà nhảy à? Có bài nào vui hơn không? Vui ai để khai trương mà như cái băng ở trên đồn kia. Để xuống kính cái băng. Khai trương mà như là đi đám tang buồn thế. Cho cái bài nào vui vui hơn tí được không? Anh có yêu cầu bài gì không nhỉ? Cho tôi bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Đông remix hoặc là Rước Đèn Ông Sao DJ Chip cực lú Vina House cực căng. Cô gái vui chị. Mấy bài đấy đồ tôi có anh ơi. Ok em. Đồn anh hay đi lấy tiền của dân đi karaoke thế mà không biết mấy bài căng cực đấy à? Đây đợi chứ, đợi chứ. Anh lại bắt đầu đi bộ đi hơi xa đấy nhá. Ôi, đợi em nhầm. Tội nữa đến nơi rồi này. Trời ơi, không có, wait. Không có sếp ơi. Ôi, sếp ơi. Tóc sếp kia đẹp nhỉ mọi người nhỉ. Người tóc trắng bị xinh ấy. Sếp có giảm án cho em không? Đây anh ơi. Chìa, cho em cái chìa khóa em mở nhà. Ủa, ai kiếm cái băng rồi vậy? Bài vui hơn chưa anh ơi, hoàn toàn tốt. Chưa vui lắm anh ạ. Nhạc nghe âm hưởng hơi buồn. Way Alpha. Ẩu thật đấy. Trên những làn khói. Đấy. Này thì chê tóc xấu không mày. Đấy, đồn cảnh sát nghiêm minh mày nghe nhạc kiểu con nít như này. Con nít trong mong. Đúng rồi, tôi như thế là vui anh ạ. Em chỉ thấy vui không? Vui sếp ơi. Thế mà sếp biết đồn đánh gì đau nhất không sếp? Tôi không. Đánh mắt sếp ơi sếp. Đánh mắt sếp quay. Đồn này hơi ẩu đấy nhờ. Tôi chả hiểu anh chị làm việc của mình. Lila. Anh hát nốt đi. Đấy. Đồn cảnh sát nghiêm minh các kiểu. Châu già đi cặp cỏ non. Cái gì nào? Là bản thân. Chồng ở anh em mình là bản thân. Mà cháy nhà thật sự. Trời
Chồng ở đâu? Kệ củ khoai tây. Chồng ở đâu? Kệ củ khoai tây. Còn là bài cái đúng không? Cái gì? Voi và ba lô đưa anh ra khỏi thủ đô. Minh Công trong thành phố. Ủa nhầm. Nó phải làm gì không? Còn gì ác hơn chứ? Này, anh, các anh khi mà các anh kiểu dí tôi như này, anh có nghĩ là hậu quả các anh dí là sao? Anh phạm lỗi anh vô đây. Anh phạm tội mà dí là sao? Này, đây cũng gọi là một hình thức tra tấn đấy. Các anh hiểu không ạ? Sao đó sếp ơi? Tại có chứ cái bản nhạc có những người nghe, người ta không đồng tình thì chết. Phát. À, được thay, được thay, được thay. Chúng tôi đang bật nhạc. Giờ cho anh nghe nốt bài được ra nhé. Cho anh nốt bài nữa rồi ra lại. Nốt bài nữa? Đâu bài nào nào? Đúng rồi. Nốt bài nữa rồi ra đây. Đợi tí Justin Bieber gọi. Yoxo. Hello. I'm in the jail, bro. Bro ơi, rước một chiếc taxi, bro ơi. What you mean I'm in the jail? In the tomb. You can speak Vietnamese. Không nói được Vietnamese. Không. Rồi. Dạ. I'm can speak Vietnamese. No, thank you. What? Cái gì đấy? Thề khổ quá, Justin Bieber cứ gọi chủ đi chơi mà đang ở tù cái này thề. Chịu. Buồn thật đấy. Nó còn nên kêu bác sĩ về khám cho anh. Cái gì đấy? Hay là anh chị bây giờ biểu diễn cho tôi một bài là Beautiful này. Beautiful này. Chờ chút anh ạ. Úi giời, thế là có người biểu diễn luôn. Vỗ tay. Em đi tù đấy, có màn văn nghệ này. Sao đi tù vậy em? Làm mà giang hồ em ạ. Đấy. Khói ô tô. Cửa sổ bồ đèn cỏ. Ảo thật đấy. Quán mình hồn nàng tôn. Hút không? Có nhau. À, anh này hết hạn tù á mình. Thôi đi. Sao mấy anh chị mấy bài này bài nào cũng thuộc ấy? Các anh chị hay nghe nhạc kiểu này à? Radio mở nhiều sếp ơi, anh ơi. Đi anh ơi. Thế à? Làm gì có radio nào mở? Tôi thấy mấy bài ở trên SoundNow hay sao mà. À, đi. Anh lần sau đừng xúc phạm người sở nhé. Ok anh ơi. Thằng nào đốt lốt xe mà khét thế? Mới đi tù về anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Trong ngon xác chúng tôi là vừa làm khách đến vừa làm khách đi đấy. Mời anh đi nhé. Chịu rồi. Các anh chị đừng để sau này tôi qua đồn này. Anh đã dở hàng đây mà. Anh đã dở hàng đây mà. Anh đã dở tiếp nha. Anh cứ qua đồn tiếp nhá. Dịch em tốt quá. Anh chị ơi, bây giờ em muốn làm căn cước công dân thì hết bao nhiêu tiền đấy. Đừng làm căn cước công dân, làm giang hồ đi. Ok. Giữ thanh toán hóa đơn nhá. Gà nó chị, thế bây giờ qua ngày là 500 phải không chị? Ôi con mẹ. Ok. Cảm ơn nhá. Anh taxi ơi. Anh taxi đi tù đâu nhở? Sao đây? Anh taxi. Tôi đây. Anh ơi, cho em đi ra chỗ bán gỗ xong rồi đi ra tập gym được không? Tôi chuẩn bị giao ca bây giờ anh ạ, cũng muốn chở anh lắm. Mình đi tìm kiếm rồi. Bàn gỗ á. Được, nốt anh thì được, nốt anh thì được. Anh nhớ thanh toán nha, xong rồi ra. Không thanh toán, trốn nữa. Ok anh ơi. Em cảm ơn nhá. Nhưng mà anh có 12.000 không? Úi dồi ôi, anh điên à. Mấy cái đồn này vừa bảo tôi, ui không những là 12.000 mà 13.000 anh ạ. 13.200 luôn cho cẩn thận anh ạ. Thế thì bán xe công ty đi mà trả nợ thôi chứ. Chịu ơi, anh nhớ về feedback cho người dân là đồn bảo lắm nhá. Nhớ mà tôi đây. Anh ấy đi tù cả hai bây giờ. Không anh ơi. Anh chị này không gì làm cản phá được em cả, anh yên tâm. Ai cả bìu ngồi chạy taxi. Nãy giờ tôi được 2 cuốc, mỗi cuốc 100. Đi tù hết mẹ 12.000. Fuck me. Ôi nghe nói là công ty này sắp phá sản rồi không anh?
Anh đùa, mỗi doanh thu của tôi mỗi ngày mấy tỷ đấy. Phá sản là phá sản nào, anh không biết tôi là sếp à? Hôm nay em được sếp chở đi đấy, anh buồn cười. Quỷ hóa thế nhỉ? Vâng. Thế đi bán xe đi mà trả tiền nợ thôi chứ. Xe... thuê không bán nữa. Bán không tôi mua. Bao tiền? 20.000. Được, anh lời 8.000 luôn. 50.000 đúng không? 20.000. Thì 20.000, 50.000 chứ. Ui giời, đấy. Thế mà nói 80.000, 50.000. Trời ơi, xe bây giờ nhá, tôi đưa anh chìa khóa con xe này, anh chỉ cần chạy đi mất tiêu cho tôi thôi. Xong anh đưa tôi 50.000 là được. Thôi. Thật. Thôi, lời thế như nào. Được không anh? Tôi đưa anh con này luôn. Luôn. Không đi xa, trời ơi. Tôi đưa anh chìa khóa mà, có đi xa đâu. Ủa? Ú. À chết mẹ, bắn nhầm, nhầm gỗ. Bây giờ đưa chìa khóa cho ông này. Ông này chạy con xe này. Xong mình báo là mất. Xong mình lãi 20.000. Lãi 8.000 so với hôm nay. Đi tù. Ôi trời ơi, não to như phích. Siskr. Quá thông minh đẹp ơi. Ok anh ơi. Lên xe đi anh. Tập gym nhá. Ok bro. Quá thông minh Florentino. Và đây là Florentino. Florentino chuẩn bị có một tình huống cua xe cực gắt. Thằng kia đâm vào em không đâm vào thằng kia anh ạ. Anh thông cảm giùm em. Hắc. Anh tên là gì ấy nhở? Tôi và anh đã gặp bao giờ chưa nhở? Chưa anh ơi, tôi tên là Núi nhở. Núi á? Vâng, Núi. Núi. Núi anh ạ, Núi. Núi đúng không? Đúng rồi. Núi cái là gì anh? Mountain. Mountain là núi, anh tên là núi mà. Ừ thì núi là mountain. Là núi. Là núi đúng rồi. Anh tên là núi rồi, Eco hên chào anh núi nhá. Núi là núi. Anh tên là gì nhỉ? Hoa Lan Tôn. Hoa Lan Tôn. Hoàng Lan Tôn. Hoàng Lan Tôn. Anh đọc ngược lại em tên tôi là gì? Hoàng Lan Tôn, Tôn Lan Hoàng. Anh không. Anh úi giời, anh ơi. Anh có biết đọc ngược lại không? Ơi. Anh trời ơi, thực ra là tôi bị gọng LVN. Tôi tên tôi là Hoàng Nan Tôn. Là hồn nan toang chứ đây là nồn tân hoang. Đầu anh toán gì không, chỉ có xe thôi. Anh tại tên của anh không phải tại tôi nhá. Chịu anh bảo tôi đọc ngược chứ không phải tôi muốn đọc ngược nhá. Thì đọc là nồn tân, anh đọc là hồn nan toang. Anh đọc là nồn bao giờ không. Xin anh ấy. Anh hơi ẩu đấy. Người... Chịu anh chết. Đúng rồi, hồn tôi nó phơi phới, hiểu không? Đấy. Thế mà anh bảo là rõ ràng là hồn mà anh bảo là nồn nó chết tôi. Anh bắt tôi đọc ngược chứ tôi có muốn đọc ngược đâu. Thì tôi bảo anh đọc ngược lại thì nó cũng có được đọc ngược được mà. Nhưng mà nó là hồn nan toang chứ không phải là nồn tan hoang, hiểu chưa? Anh là khách cuối của tôi đấy nhá. Anh à. Cái gì không? Anh trai chia sẻ cho tôi chia sẻ cái danh bạ được không nhỉ? Chia sẻ cho thầy, mỗi lần chia sẻ cho thầy tôi lấy 5 lốp. Đăng nút là 50 đồng phải không? Dù giỡn chơi hoài bro. Anh biết là sao? Tại vì tôi là CEO của công ty. Tôi nổi tiếng, anh hiểu không? Nên là có điện thoại của tôi là hơi bị khó. À anh Quang Lúi, chào anh Quang Lúi nhá. Tôi là Hoàng Nan Tôn. Ok. Đấy. Chào anh Nồn Nan Toang nhá. Anh hơi giỡn chơi hoài vì tội nói bậy xúc phạm nhân viên công ty CEO. Tôi xin lấy cốt taxi này của anh trong nội thành 3 lốp, thế là hạt rẻ rồi anh ạ. Chưa đồng ý mà đã gửi hóa đơn rồi. Tôi tự đồng ý. Được chưa anh? Tôi là sếp mà tôi thích viết như là việc của tôi. Đùa chứ, đi trong thành phố thế là hợp lý rồi. Ok thôi nhá. Chứ còn gì nữa này. Rồi ok. Thôi bây giờ tôi phải đi qua Microsoft với cả Google kiếm mấy cái hợp đồng ấy. Anh đi tập thể dục vui vẻ nhá. Cảm ơn anh, bye. Cái OEL nó cũng khó lắm. 3 lốp thôi mà bảo rẻ hết gì nữa. Tôi có thể mất tiền, không thể để người dân trong thành phố mất tiền. Ôi trời ơi, bậy bệ. Tại công ty phá sản lại tại anh bro. Thôi về cắt xe cái nghỉ ngơi thôi. Trời ơi sao phải xa các bạn rồi. Mai và ngày kia tôi nghỉ, 29 tôi bắt PUBG rồi 30-31 tôi nghỉ. Rồi mùng 1 chúng ta quay trở lại gặp nhau. Sắp xa các bạn viewer rồi. Thiếu các bạn mấy ngày tôi biết sống sao đây. Ha 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 ha
tôi phải đi có tí việc thôi. Còn ra đi Côn Đảo giải cứu thế giới thôi chứ. Còn thật là tôi muốn ở nhà sim lắm ấy. Thì... các bạn biết không, mỗi ngày thiếu các bạn ấy. Tôi đi cá thiếu nước. Thiếu Romeo, thiếu Juliet. Hiểu chưa? Những con người thiếu ánh sáng mặt trời. Còn thiếu gì nữa nhỉ? Như anh thiếu em, đấy kiểu kiểu thế. Không chịu được, bứt rứt, bực mình, cau có. Understand. Ôi nói chứ, công nghiên cả tháng. Em cho tôi đi học mấy hôm. Đi đi về kiếm chuyện kể cho anh em hiểu không? Đấy, có phải là ấy đâu, trời ơi.